Chào cả nhà nha, thì hôm nay hai chị em cứ Ngọc rồi đi răng lưới cá lòng tông. Trời ơi, Ngọc làm cũng mới nữa cả nhà ơi. Anh hy sinh nè cả nhà. Hy sinh. Mặn chưa được chứ ăn trước rồi cả nhà ơi. Ăn trước rồi đó. Ăn trước mà sao? Thank you.
Rồi, sức mạnh đó đã không còn cái cây nào. Cột thì rút ra, bẻ làm bẻ ừ. Cái dài chút cái đó không được, không có được cục. Cây đó làm gì được? Ở trên thì đất nó cứng, còn ở dưới thì nó mình lên hay sao? Mình trả nửa tiếng mình trả xuống mình thăm. Lên mới chịu à. Chịu. Chọn caramel đi. Sáng rồi đi ăn lưới là còn gì của nữa. Tôi không muốn. Chào cả nhà nha, thì hôm nay hai chị em Tú Ngọc rồi đi ăn lưới cái lòng tâm đó cả nhà. Thì giấc sáng thì sáng thì cả nhà mình cũng đâu biết ha, cũng đâu biết nó làm như thế nào ấy cả nhà. Sáng đi xuống nước nè, vừa bay xuống rồi bay không lạnh lắm, gió đỡ mát dữ lắm cả nhà ơi, không lạnh, không lạnh cả nhà ơi, không bao giờ lạnh nha, đánh cạp thôi. Rồi cái mời cả nhà theo chân hai chị em của em dân lưới nha cả nhà. Ngọt hồng như hết, ngọt chuyện trái nhiều. Trong khi chờ đợi hai chị em của Ngọc cũng có đem trái cây theo đó cả nhà. Rồi cả nhà dùng dưới lon nha, xài cả nhà ơi. Sáng chưa ăn gì mà ăn xài vô mới ngon. Banh bao tử luôn. Không tiền mà đặt ăn xài cả. Mời nhà với em không? Quá ngon luôn. Trong phút giây chờ đợi bây giờ mình ngồi mình thưởng thức chứ. Khoảng cả 15 phút là mình xuống gỡ lưới là được rồi đó. Nói thấy cũng có cá rồi cả nhà. Nãy mới có văng là dỡ lên rồi, thấy dính đây gai đó cả nhà. Xà dữ bự. Cái hầm đó cả nhà. Chị em của Ngọc tới đâu rồi, trái cây rớt tới đó liền. Mặn chưa được chứ ăn trước rồi cả nhà ơi. Trước rồi đó. Ừ. Trước mà sao? Ừ. Ngon. Cảm ơn quốc cái này đi dọc đường về đừng lại gần ai nha. Mình ăn quốc là mình phải bịt khẩu trang. Mình là không phải là miệng gì chứ mình ăn khẩu trang lâu nhà. Giờ Ngọc xuống đây tháo lưới cuốn lưới nha. Để coi được bao nhiêu cá nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân của em nha. Đâu thank you.
Quá trời luôn Út ơi. Quá trời luôn. Nhào. Ngọc chắc dính nhiều hơn đây, tại vì ở đây á. Hai người một cái nè. Mẹ ơi. Giò luôn à. Tao quá. Biết gì vậy? Chừng dai. Lần đầu tiên hai chị em của Ngọc đi giăng lưới luôn đó cả nhà ơi. Mà giăng lần đầu gì dính cũng thấy ham. Cá quá cá luôn chị ơi. Cái cây cục quá, cái cây dài xíu được á. Cá này trắng lưới hết trơn. Cá này về mình làm gì Ngọc? Mình ấp bọt chiên. Nhức cái nách nữa. Nhức nách nữa. Anh chị em nào cá làm tâm liên hệ em nghe cả nhà. Kể địa chỉ đi em ship luôn cho cả nhà ơi. Chứ mà tặng nơi, tặng vườn, tặng chiếu luôn. Trời ơi, Ngọc làm cái mới nữa cả nhà ơi. Em hy sinh nè cả nhà. Hy sinh. Này lần đầu tiên trong đời luôn. Cái này chào luôn. Quá trời luôn à. Sao mau chết dữ ta. Cái này mình vừa như là mình vừa văng xuống là mình quay lại là mình cỡ 51 là mình cuốn liền được rồi đó. Nó chết. Còn nhiều lắm cả nhà ơi. Quốc Hà cả nhà. Hết rồi chưa? Hello bà già. Có hồn chứ bà già. Nói sao cái mắt tìm cái YouTube luôn. Cái TikTok. Tao mắc tiêu tốt, mình cái mắc tiêu YouTube. Muốn về. Con mũi gì ngủ à. Rồi cả nhà ơi, thì em cũng đã gỡ cá xong rồi. Hai chị em của em cũng mặn tại chỗ luôn nha, cho nó ngon nha cả nhà. Cho nó đừng có sình đó. Mặn tại chỗ luôn, đừng cho nó đừng có sình đó. Cá đó, cá nó còn ngon nè, cá này. Về cái mình miếng thì mình kho tiêu cả nhà ơi. Cái mình mua cái dưa hấu nữa, trời trời ngon dữ luôn. Đập banh nồi luôn. Đập banh nồi luôn. Đập banh nồi cơm luôn. Thì mình giăng một quận này, cỡ cái quận này cá cũng cỡ hơn nửa ký đó cả nhà. Nhiều cũng đủ ăn này. Mấy con tay đó, mà nhiều cá này. Cá kinh khủng luôn. Mình ngập. Thì không uổng công sức của mình hả chị? Ừ. Không uổng công sức của mình. Cái này bao nhiêu đó chưa đủ vốn tay lưới đâu anh chị ơi. Chắc là thêm vài tay lưới nữa mới đủ á. Anh chị em mình vào những clip tiếp theo nữa quá.
mình mới có phân nửa vốn cả nhà ơi. Nửa vốn của tài lý rồi. Ngày nắng quá đi. À, thôi chị em của em cũng xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Để mặn nhiều cá đây quay cái tới chiều luôn quá. Hẹn gặp cả nhà mình vào những clip tiếp theo nha. Mong cả nhà yêu mến ủng hộ giúp chị em các em một lượt xem, một lượt like nha chị ơi. Anh chị em nào mình chưa đăng ký ủng hộ giúp chị em của em lượt đăng ký luôn nha. Rồi chị em của em xin chào cả nhà mình. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.